Em muốn là được dẫn đi ăn ở những tiệm nào? Ví dụ như là Landmark 81 chẳng hạn. Landmark 81 thì nó có rất nhiều ở dưới tầng hầm đúng không? À thì dạ. Em hay ăn ở tầng trên cùng. Trên cùng đúng không anh? Nếu là ở Landmark 81 và tầng trên cùng là 500 đến 1.000 đô một suất. Chắc đó chắc một tháng một lần thôi. Còn bình thường thì chắc cũng khoảng 2 người chắc 1-2 triệu gì đó. Cứ cho là một tháng đi một lần sang trọng. Bình thường là đi những cái nơi trung bình khá. Như vậy là cái phí hẹn hò nếu mà chỉ ăn và uống thôi á, một tháng là gần 20 triệu. Tầm đó. Du lịch thì em thích du lịch đâu? Hầu như là một tháng em đi du lịch một lần. Em đi biển, đi resort. Đi mấy nào, sao, em? Mấy đi sao? Nào? Tầm 4-5 sao. Tóm lại là em muốn hẹn hò với một chàng trai với cái chi phí như vậy là ít nhất một tháng phải 30 triệu. Em cho như thế có cao không?